trong cái quy trình thì cô có dạy rằng là mẹ nào thì con đấy. Thì đúng thật là khi mà học thì em về em quay lại cái quá khứ của em, thì trước em có một bé thì là 6 tuổi. Thì con của em thì trong quá trình mang thai thì em luôn luôn là rất là năng động, có nghĩa em làm suốt để em quên đi tất cả mọi thứ. Bởi vì khi mà em mang thai em có những cái biến cố, đấy chính là khi mà có thai thì là em cãi nhau với người yêu và bọn em không đi đến được hôn nhân. Thế nên là em thì là một người mẹ đơn thân. Và trong quá trình mang thai thì em luôn luôn tìm trong công việc và luôn tay luôn chân và quên đi tất cả mọi, để quên đi tất cả mọi thứ. Thì khi mà em sinh cái đứa con của em ra thì với cái con của em rất là hiếu động và tay của nó, tay chân của nó luôn luôn là luôn tay luôn chân, và nó tính của em như nào, tính của con em y hệt như vậy. Thì khi mà vào cái khóa học của cô thì em ngộ ra được rằng là em muốn, bây giờ em hiện tại em đang có bầu 4 tháng và em muốn là chuyển nghiệp của con em. Ở trong từ em sẽ dạy từ trong bụng của em để làm sao mà khi mà bé sinh ra sẽ được chào đời, được những, để em có thể hấp thụ được cái quy trình để em có thể dạy con từ trong cái thai giáo của cô. Thì cô giáo nói những cái từ rất là đơn giản là em, bình thường thì em vẫn vô thức và em không nhận thức được ra những cái gì đã xảy ra cuộc sống của em. Và khi mà cứ mỗi lần em nhớ đến những lời cô dạy thì cái gì mà đến với em nó áp lực hoặc là nó những cái gì nó đổ vào đầu em trong cái quá trình đấy, thì em lại lôi những cái thì khóa của cô giáo ra, em áp dụng, em lắng lại và em phân tích lại, và em cảm thấy rằng là mình được bình an và mình được có cô dạy dỗ. Thì em thấy rằng là em thấy cuộc sống của em giờ rất là nhẹ nhàng. Em nhìn cái cây em cũng thấy yêu, em hát một bài hát em cũng cảm nhận được. Và dần dần em thấy rằng là nếu mình không yêu bản thân mình thì chả ai yêu mình cả. Bởi từ trước đến giờ thì là em luôn luôn là tìm những giải pháp, như em đi sai đường ạ. Sai đường ở đây là sao ạ? Em khi em bị mất hết, em suy sụp, em không có tiền bạc và người yêu thì cũng lừa dối và bỏ em đi, thì em đi tìm về tâm linh. Thì em mất phải 400-500 triệu để em đi theo thầy, nhưng mà họ không giải quyết được em. Cái họ chỉ là làm lễ và họ không thể nào cho em được cái đường đi và không cho em được cái nguồn sáng. Và em dựa vào những cái người yêu mình đem cái tình cảm của mình để đi trao cho người khác để người ta quyết định. Nhưng khi mà em cảm thụ cái quy trình ấy, thì em nghĩ rằng là mình phải yêu chính bản thân mình tin vào bản thân mình không tin mình không tự mình vượt qua, chả ai vượt qua hộ mình cả. Và em rất cảm ơn cô vì thực sự là đúng là một cái cơ duyên, và em rất là cảm ơn cô. Chúc mừng mẹ bầu nha. Dạ vâng. Một cái quá trình thai giáo cho đến khi mà đứa trẻ nó trưởng thành luôn nha. Phù thủy luôn luôn theo nha. Và Thủy nhớ là cái ngày đó Thủy đi vào là chị Ninh gần như là một cái cảm xúc lên. Hôm nay thì quy trình đã xong rồi, Thủy chia sẻ cái cảm nhận của mình. Thủy tên là Nguyễn Thị Lệ Thủy, còn một cái tên thứ hai là Thủy Alex, có 12 năm sinh sống ở Mỹ, hiện đang sống ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và quay trở về Việt Nam định cư. Đối với một số người thì đến với quy trình có nhiều cái điểm xuất phát khác nhau. Với Thủy cái điểm xuất phát là gì? Là ước mơ. Cái ước mơ của Thủy khi mà về Việt Nam với một cái ước mơ rất là lớn là làm sao có một cái nơi Thủy gọi là Holistic Institute, có nghĩa là một cái viện, một cái nơi mà dùng cái phương pháp tự nhiên để giúp cho cái cơ thể của con người ta khỏe mạnh về tinh thần và thể chất. Dùng một cái phương pháp nào đó mà mình hạn chế, Thủy dùng cái từ là hạn chế sử dụng thuốc tây có thể để cho cơ thể quay trở về với cái tự nhiên ban đầu. Và với cái ước mơ đó Thủy đi lây quay lanh quanh rất là nhiều. Và một cái duyên đến là rất là cảm ơn chị Hồ Mỹ đã gặp mà rất là thương Thủy trong một cái khóa học khác và nói chị Thủy ơi, chị đến quy trình Kim Sơn Mua đi. Và lúc đó cái tên của cô đã nhắc lại trong đầu Thủy lần thứ hai và Thủy tìm hiểu, và đúng cái câu chuyện của cái em Khánh Như đó đã làm cho Thủy rất là xúc động. Và Thủy càng tìm hiểu thì càng yêu thích cái quy trình này, nó đúng cái tim của Thủy, nó đúng cái ước mơ của Thủy, cho đó thì đến với quy trình là như vậy.
Và Thủy học có rất là nhiều những cái bằng về thôi miên, về qua bên kênh pháp học. Thủy không kể đây để mà Thủy khoe đâu. Thủy học thì kể đây để cho các bạn biết rằng là Thủy là một cái người nghiên cứu sâu. Và Thủy đọc những tài liệu về tiếng Anh, ngay cả cái thời mà Osawa và nói về phương pháp là Thủy đọc bằng tài liệu tiếng Anh luôn. Khi đó thì về thì mới thấy rằng là đây là một cái nơi cô đã có một cái hay là mắc xích hết tất cả những cái khoa học đã ứng dụng, đã nói đến rồi, chỉ còn áp dụng mà thôi. Và các bạn biết không, nguyên cả một cái khóa học một Thủy học thôi miên, cô chỉ cho 6 chữ vàng mà chính xác là như vậy. Thì cái điều này cho thấy rằng là mình đã đi đến đúng nơi, do đó Thủy gọi đây là một cái nơi dừng chân cuối cùng. Hôm nay thì chia sẻ về cái phần tâm mà thôi, chứ phần thân Thủy sẽ chia sẻ rồi sau. Phần tâm thì có chuyện gì xảy ra? Đúng là cái cảm giác như Thu Thủy nói, bây giờ sáng ra ngồi á, nhìn cái cây á, mình cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng để mình ngắm. Ngày xưa không có, thì thật sự không có cảm giác đó. Cảm giác thứ hai là cho dù thì có làm đi nữa, về nhà nó có cái cảm giác như là nó không có được trụ lại, mà nó cứ lang bang ở bên ngoài. Cái cảm giác đó nó làm cho Thủy hướng ra bên ngoài và đi học những cái sinh khác rất là nhiều và mất ngủ các bạn. Do đó khi mà vào đây rồi thì ngủ ngon vô cùng, ngủ đến nỗi mà thấy nó thì yêu cái quy trình đến nỗi mà Thủy chưa có làm hết, nhưng mà Thủy đã giới thiệu rất là anh chị em, và anh chị em đều có mỗi cảm nhận như Thủy. Trời ơi chị ơi, em sẽ đi theo chị, còn một chị lớn tuổi hơn Thủy. Thủy ơi Thủy, mình cũng theo chân Thủy mà thôi. Thì Thủy chỉ nói như vậy để các bạn thấy rằng là đây là một cái quy trình đối với Thủy, là Thủy sẽ đi cho trọn đời. Tại sao? Khi mà Thủy nằm xuống thì cảm thấy là người ta khóc nhưng mà mình cười. Tại vì sao? Mình đã làm được những điều đó mà mình đã giúp cho người khác có thể tiết kiệm được tiền, tiết kiệm được thời gian. Nếu nói về sức khỏe, về sức khỏe ở đây là sức khỏe mình đi thật sự vào bên trong, nó đi quay trở về cái thời mà mình có thể mình vui, mình ca hát. Thủy nói thật, ngày xưa làm sao mà cảm nhận được một cái bài hát. Ngày hôm nay mà nghe anh Tấn Phạm mà anh đưa cái bài hát đó, mình rung động, rung động trong cái trái tim. Lúc đó thì đã từng bị một rơi vào một cái cảnh gọi là depression, có nghĩa là trầm cảm. Có người có, nhưng mà mình cũng buồn, không biết lý do tại sao. Do đó khi vào quy trình các bạn, mình sẽ đi rất là hoàn chỉnh từ cái thân đi trước. Do đó đối với Thủy, đây là một cái quy trình mà Thủy đi trọn đời. Nếu các bạn không đi thì rất là uổng. Và mình sẽ còn hưởng thụ dài dài ở ngoài cái con đường ở ngoài Phú Quốc nữa các bạn. Cô đã cho một cái con đường rồi, mình không nắm là lỗi của mình, đây là sự chọn lựa. Cảm ơn cô đã cho Thủy chia sẻ. Và thứ hai là cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Và xin kết thúc ở đây ạ. Dạ. Nhà mình ơi, nhà mình cho bé Thủy này bao nhiêu điểm nè? Đây là hình ảnh trước kia khi vào học nè. Hồi đó giờ cách nhau cái tổng tháng đúng không ạ? 10 cô. Dạ. Hồi đó nè, chị Thủy như thế này đây. Đã nhìn cái má cái chỗ này bị hóp lại nha. Khác hẳn nha. Bây giờ là hoàn toàn khác nha. Và đặc biệt à, hồi đó đeo cái kính mới thấy đường. Còn bây giờ là gì à? Thời gian gần đây là chị hoàn toàn không có đeo kính. Yes. Dạ. À, các bác ban giám khảo cho bé Thủy mấy điểm? 10 điểm cô. 10 điểm thôi. 10 điểm à, cô. Tiếp theo lời Thủy, giờ tôi cho tôi nắm bắt cơ hội đi. Giờ tôi cũng đang cảm nhận được là cái quy trình đó, xin cô cho với lại cả nhà cho tôi có một gợi ý. Nói thiệt là Ninh Dương hơn 70. Còn mọi người muốn đánh giá mấy tuổi thì do cả gia đình giùm mình. Vào cái dịp mà cái khóa 30 của các châu và khóa 31 của Việt Nam á, hôm nay là tổng kết, thì thật sự là đối với tôi thì rất là xúc động. Và nói lên cái cảm nghĩ của mình là bây giờ đó, tôi quên Ninh Dương của ngày hôm qua rồi. Cái thân là quá quá đẹp rồi, nghĩa là khỏe khoắn dữ lắm. Bây giờ đi vào cái phần tâm, lời dạy của cô là sống gần nhau thân mới thẳng. Thì do những cái mà tôi học được như vậy đó, thì tôi nghiệm ra một cái điều là bây giờ, giờ gần là gần sao đây? Gần là phải gần mà, trên mọi vấn đề. Ví dụ như đi Phú Quốc hay là về trung tâm, hay là giờ như Thủy đồ nãy nói yêu cây rồi kia, tất cả các học viên mà yêu cây yêu đồ thì có cái dịp á, thì lên quê hương Tây Ninh của tôi, là cái nơi mà giáp ranh giới Campuchia nè, cây nhiều lắm, cây mà cây đẹp không à. Như cái cây mà cô cứ nói là uống hàng bao nhiêu năm, mấy mươi năm là rất đẹp, mà phải là có một nghệ nhân. Thì đây là nhà tôi là thay thế cho nghệ nhân để mà chăm sóc những cái
cái cây mà có linh hồn luôn đó. Thật sự mà nói đây là nói thật với cô và cả nhà. Thì cái ước nguyện của tôi á là hôm nay là với cái tuổi của mình thì bao nhiêu thời gian đây là thấy như là tôi cảm kích đó, từ Hồng Ngọc, từ Zenda, rồi từ Thủy, rồi từ Nhung, rồi vân vân và vân vân. Thì hôm nay đối với tôi thì tự nhiên tôi có một cái suy nghĩ là bởi vì mình muốn như thế nào để gần, rất gần với cái gia đình mà gần nhau mà thân mới thẳng, mà nhất là thật sự là tôi rất yêu thương cô Kim Sơn Nhua. Mà nói như vậy thì tôi không biết là mọi người với cô có cảm nhận được tôi không, chứ thiệt là tôi thì tôi có cảm nhận riêng bản thân mình rồi. Thì do những cái điều như vậy đó thì tôi nghĩ là bây giờ mình nên có một cái gì đó để gần gũi với cái gia đình mình, để mình đi vào rừng cho nó sớm mà nó có một cái tâm an và đi vào cái con đường sáng đó. Thì bây giờ tôi xin giám đốc trung tâm cân bằng tâm lý sức khỏe nè, cộng với lại các bạn á, bây giờ tôi lớn hơn mà bây giờ tôi muốn làm một cái điều mà những người có tuổi như tôi sau này chắc sẽ đi vào những con đường như tôi luôn, là bây giờ xin cô với lại các nhà tài trợ đó hôm nay cho tôi được tham gia chung để đồng tài trợ để mà cùng nhau là thân khỏe tâm an rồi á, rồi sức con đi về con đường sáng. Mà nhất quyết là tôi phải làm vậy tôi mới đi thẳng được, chứ không ấy là tôi còn cong quẹo dữ lắm đó. Xin cả nhà coi như là nếu mà cảm thấy mà việc được thì coi như là cho tôi một cái đồng ý hay là thể hiện một cái điều gì đó đi, để cho nó tôi cảm nhận rằng tôi đầy đủ mà cái tư cách để tôi vô. Dạ, xin kêu cô Ninh Dương. Dạ. Các nhà tài trợ ơi, chị Vi Nguyễn ơi, Jenna ơi. Các nhà tài trợ có đồng ý đón thêm một bé 17 hay 71 gì đó vào ở trong chương trình tài trợ của mình không? Quá là vô cùng hân hạnh cô ơi. Yêu quá. Quá tuyệt vời. Dạ, vậy là bữa nay được kết nạp rồi nha. Dạ dạ, dạ đồng ý. Cảm ơn quy trình Kim Sơn Nhua, cảm ơn con dâu Vũ Hồng Nhung và con trai đã tạo mọi điều kiện để tôi được vào học khóa này của cô. Sắp kết thúc khóa học, tôi cảm nhận được cái tâm an, thân khỏe, dồi dào năng lượng. Gần 2 tháng nay tôi đã bỏ không phải uống thuốc huyết áp nữa, xong vẫn thấy sức khỏe bình thường và mọi điều thấy vui vẻ. Qua bài học của cô Kim về các bộ phận của cơ thể con người để hiểu rõ, để làm cho mình, tự mình làm bác sĩ chữa bệnh cho mình, tôi cảm thấy quy trình của cô rất là rõ ràng, tạo cho mọi người nghe giác ngộ được thấu đáo chân lý và khoa học. Biết ơn cô, biết ơn cuộc đời, mỗi sáng mai sáng dậy cảm thấy xung quanh mình là mùa xuân. Cảm ơn anh. Nhà mình thấy sao ạ? Bác thân nhà mình là gần 80 rồi đó. 86 cô ơi. 86, gần 90, xin lỗi, gần 90. Đúng là thật tuyệt vời. Trẻ quá. Hôm nay cô từ khi mà bước chân vào cái khóa học quy trình ấy thì là con đang rất ngỡ ngàng. Thì là qua các bài học thì bọn em thực sự là mỗi một bài học đi qua thì thật sự là có rất nhiều những cảm xúc. Từ những cái là mình ân hận này, từ những cái mình nuối tiếc này, từ những cái mình vui mừng và những cái hạnh phúc, nó cứ các cái cảm xúc nó cứ đan xen với nhau. Còn nó tại sao nó lại như thế thì chắc chắn là khi các cô bác anh chị mà bước chân vào quy trình thì mới có cảm nhận được cái việc đấy.
Thì em hôm ngày hôm nay thì em cũng chỉ xin được chia sẻ những cái mà em nhận được mà sâu sắc nhất từ quy trình. Thứ nhất là em vô cùng là vui mừng bởi vì em đã có một cái câu trả lời ngay từ khi bắt đầu học bài 2 là tại sao con người bị những cái bệnh nan y hoặc những cái bệnh mà mạn tính mà Tây y không giải quyết được. Đấy là cái câu mà em đau đáu rất là nhiều năm rồi, mà em cứ suy nghĩ, và em cũng có nói, em cũng suy nghĩ rằng là nhất định là khi mà trời đã sinh ra cái gì thì cũng phải sinh ra một cái đối lập với nó để trị lại nó, mà không giải thích được. Nhưng mà ngày hôm nay thì qua cái bài số 2 của cuộc quy trình Kim Sao Nhua thì em đã hiểu được câu đó. Thứ hai là em đã nhận được một cái tấm bản đồ cho cái cuộc đời của mình, để cô đã trao cho chúng em là một cái cách cụ thể là chúng ta cần. Thứ ba là em được thật sự là hiểu thấu về các cái cấu tạo trong cơ thể của mình, và em thấy thực sự là nó quá tuyệt vời và hạnh phúc khi chúng ta có được một cái thân là con người, mà chúng ta đã nghe Phật nói cũng rất là nhiều. Thật sự là hạnh phúc cho ai khi được là thân con người. Nhưng mình chưa hiểu, thì em học rồi thì em biết rằng chúng ta không có quyền làm như vậy, bởi vì chúng ta làm như vậy là việc đầu tiên là chúng ta làm hại chính chúng ta. Và chúng ta cũng biết được để chia sẻ với những người trong gia đình để chúng ta không, để tất cả mọi người đều được khỏe mạnh. Và thứ năm, điều mà em vô cùng tâm đắc đó là em biết cơ thể của chúng ta nó tuyệt vời vô cùng, nó là một trường năng lượng. Một trường năng lượng là một điện từ tự nhiên. Vậy thì cái trường năng lượng này lại do chính chúng ta làm chủ và chính chúng ta tạo nên được nó. Chúng ta sẽ từ những cái cảm xúc tuyệt vời, tốt đẹp của chúng ta thì cái trường năng lượng của chúng ta tốt. Còn chúng ta mà cảm xúc của chúng ta kém, chúng ta luôn luôn tiêu cực thì cái trường năng lượng của chúng ta cũng xấu và chúng ta cũng sẽ để ảnh hưởng đến những người xung quanh rất là nhiều. Và còn nhiều lắm ạ, nhiều lắm. Chỉ có mà khi mà chúng ta được thực sự là thụ hưởng quy trình này thì chúng ta mới có thể hiểu hết được tất cả những cái mà trong cuộc sống chúng ta cần phải biết, cần phải vươn tới. Và ngày hôm nay em thực sự là thấm và thấu một câu mà em đã nói câu này rất là nhiều trên Zoom rồi ạ. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Trước đây thì cái câu mà ta có thêm ngày nữa để yêu thương thì nó chỉ là một cái câu động viên và cũng là một cái câu slogan để cho mình cảm giác là để cho mình luôn luôn được vui vẻ thôi. Nhưng thực sự ngày hôm nay, đúng, mỗi một ngày thức dậy, em cười tươi với chính bản thân mình, em hát một bài hát và em thực hiện các quy trình, và em cảm thấy thực sự là cảm ơn đời. Em đã có một ngày để yêu thương, để một ngày để vô cùng hạnh phúc. Và ngày hôm nay em xin được gửi lời tri ân đến cô, đến tất cả các anh chị tài trợ của các chương trình Zoom như vậy, và tất cả các bạn ở trong lớp. Và em cũng thực sự là trong lòng em cũng đã khởi tâm rồi. Và ngày hôm nay em cũng xin là theo gương của chị Ninh. Chị Ninh nói trước, em cũng thực sự trong lòng em đã khởi rồi chứ không phải là em nói theo. Nhưng chị Ninh đã nổ phát súng rồi thì em cũng xin được nổ phát súng tiếp theo. Em cũng xin được khởi tâm là được cùng với các anh chị ở trong nhóm tài trợ cho chúng em cũng được góp một phần nho nhỏ, bởi vì cái quy trình này quá tuyệt vời. Chúng em không thể không cùng đồng tâm để lan tỏa quy trình này đến với tất cả mọi người, đến tất cả mọi nhà. Vâng, em xin được chân thành cảm ơn cô, chân thành cảm ơn các cô bác anh chị đã nghe em nói. Và em cũng xin là nhóm tài trợ cũng cho em được khởi tâm, được phát tâm ạ. Vâng, em xin cảm ơn cả tất cả mọi người đã nghe em chia sẻ ạ. Và em xin chào ạ. Hay quá em ơi, chị Minh vui quá. Hôm nay cô đẹp lắm chị Minh Hương ơi. Chị Phương Nguyễn đã giới thiệu em để cho em có cơ hội được gặp cô. Thì đến hôm nay thì em chưa học hết quy trình, nhưng mà thật sự thì em là cựu sinh viên trường Đại học Y khoa Hà Nội. Nhưng em đã phải chịu bệnh mất ngủ từ năm 2012 khi sinh bé thứ 3 thiếu tháng. Và trong gia đình thì ba bác sĩ, nhưng mà cái mất ngủ vẫn không thể nào chữa được.
hai bé lớn, bé gái, một bé 16 và một bé 14 thì suốt ngày tìm cho mẹ nhạc này, mua về cho mẹ nhạc kia để đêm mẹ ngủ. Còn bố cháu thì cứ search trên mạng hết các loại thuốc lá cây đấy, lạc tiên rồi các loại đủ thứ. Nói chung ở đâu người ta mách cái này ngủ được là mua về để cho mẹ em uống. Nhưng tất cả đều không giải quyết được vấn đề gì cả. Ông chồng em chuyển từ cái việc là rất vô tâm với mọi người trở thành cái việc là rất chú ý tới cái giấc ngủ của em. Nếu như cả đêm em không ngủ được mà đến 7 giờ, 5, 6 giờ mẹ em nằm lại để em cố ngủ ấy, thì từ lúc mà các con dậy đến lúc các con ra khỏi nhà là tất cả bố con là rất im lặng để cố gắng để cho mẹ ngủ được một tí. Thế nhưng mà có khi cả nhà ở ngoài còn em ở trong này vẫn không thể ngủ được. Và em chịu nó đến mức mà sau này em đi ra ngoài đường mà khi em nói chuyện với mọi người ấy là có mọi người có kêu là mọi người mất ngủ thì em bảo không, em ngủ tốt lắm. Thế là em muốn chấn áp nó đi. Em chấn áp đến mức mà lúc mà chị Phương giới thiệu với cô ấy là em không nghĩ em có bệnh cơ mà. Em không nghĩ là em có bệnh. Nhưng mà lúc đấy chỉ đơn giản là em bảo với chị Phương là chị Phương ơi, có cháu em có một đứa cháu nó bị ung thư não. Hay để em bảo mẹ nó gặp cô. Đấy, nhưng mà lúc đấy thì chị Phương em kết nối và người mẹ đấy không đón nhận. Thì em bảo chị Phương là có thể nhà chị đấy chưa đủ phước để đón nhận cái quy trình đấy. Vậy chị cho em, chị xin cô cho em vào học đi. Và lúc đấy học xong rồi em học, em đi vào cái quy trình vận hành vận khí của cô là được khoảng một tuần. Thì là em bắt đầu ngủ sâu, ngủ ngon. Mà đến mức ông chồng em bây giờ là ông ấy bảo là ôi giời ơi, anh thấy em ngủ ngon quá đi cơ. Ngày hôm qua là anh có chuyện nên là anh cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào cả đêm mà anh vẫn thấy em ngủ ngon. Thế nên là, và hơn nữa là khi mà em không hiểu là tại sao lại xảy ra được, là khi mà lúc đấy chị Phương có nói với em là dù người nếu mà vận khí đúng ấy thì cái bụng nó rất là nhỏ. Thì lúc đấy bắt đầu vận khí em có bảo chồng em là anh đo cho em cái bụng của em bao nhiêu. Thì lúc đấy, lúc đầu bắt đầu vận khí là bụng của em là 74. Và sau bây giờ sau 3 tuần vận khí thì bụng của em đang là 67. Thì chị Phương bảo như thế là tốt rồi, nhưng em bảo không, sẽ cố gắng về 60. Rất là cảm ơn cô, cảm ơn quy trình và cảm ơn chị Phương, cảm ơn tất cả những nhà tài trợ ạ. À.